Alo các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Các bạn biết không, hôm nay chỉ còn có vài ngày nữa là sẽ hết mùa đông và nước Úc này sẽ sắp sửa đón chào mùa xuân cho năm 2017. Thì do đó hôm nay Phước muốn ra sau vườn của Phước để mà dẹp dọn những cái lá cây khô, những nhánh cây khô và dẹp dọn những mấy cái đồ mà xung quanh vườn để cho nó gọn gàng, để cho cây nó chuẩn bị nó ra lá và ra hoa và ra trái trong khu vườn của nhà Phước. Thì hôm nay Phước sẽ đi vòng vòng từ trước ra đến sau vườn của nhà Phước để Phước dẹp dọn cho nó đâu ra đó gọn gàng. Và các bạn cùng đi với Phước để Phước hướng dẫn, để chỉ sơ những gì nên làm, những cây gì, nhánh gì nên tỉa để cho cái cây nó được ra lá để đón chào vào mùa xuân năm mới. Các bạn biết không, hiện giờ là Phước đang ngồi trước chuồng gà của nhà Phước và bên cạnh là cây chanh và cây cam như các bạn đã biết. Và bây giờ thì Phước sẽ bắt đầu đi ha, và các bạn cùng đi với Phước ha để xem Phước làm gì trong khu vườn của nhà Phước. Ok, chúng ta cùng đi nha. Đây là cái kéo để Phước chút xíu nữa Phước tỉa mấy cái nhánh cây khô, những cái lá khô trên cái cây. Ok, bây giờ chúng ta đi ha. Ok, đầu tiên chúng ta bắt đầu vào cái thân lông. Cây thân lông này thì trên cái nhánh nó thì nó chỉ được quyền mọc chỉ một nhánh thôi, hay là hai nhánh thôi, chứ không có được nhiều. Ví dụ như cái này để Phước chỉ cho bạn coi ha. Như cái nhánh này thì các bạn thấy đó, nó có hai nhánh mà nó nằm trên một cái cành thân lông này, thì cho nên mình phải tỉa nó bớt một cây đi để cho nó dồn cái sức qua cái cây phía thứ hai. Nhưng mà bạn phải lựa cái nhánh cái cây nào mà nó yếu á, dòm thấy nó yếu á thì mình cứ cắt nó đi để trừ cái cây mà nó có sức, nó mạnh mẽ thì mình giữ nó lại. Ví dụ như cái nhánh này thì mình nên cắt nó đi. Nó vậy. Đó, mình cắt nó vậy. Rồi cái này mình bỏ hồng gác chứ đừng để dưới gốc cây ha. Nó vậy. Để Phước đi qua cái nhánh kế bên để Phước chỉ các bạn thêm. Rồi vô trong đây, cũng như cái nhánh ở chỗ này nè, để Phước chỉ các bạn nha. Cái nhánh này nè, nó ốm yếu quá, thấy không? Mà nó nằm trên cái cây này thì mình cũng phải cắt nó ra đi, tại vì nó ốm quá nó không làm được cái gì hết trơn á. Cắt nó ra bỏ đi ha. Để nó mới công hao sức của cây thôi chứ không có gì hết. Như này. Nè, nó ốm như vậy là mình cắt nó bỏ. Để nó mới công nó ăn qua ăn chung với cái cây á, rồi mấy nhánh khác nó yếu đi. Cho nên mình phải cắt nó bỏ đi, không tiếc. Cũng như cái cây này đây, các bạn thấy không? Nó nằm từ ở cái nhánh trên, nó chia ra rồi nó chạy xuống tới đây. Nhưng mà ở cuối cái cây này thì nó bị héo. Cho nên mình phải nên cắt nó đi. Cắt nó tới cái khúc nào mà nó không có bị héo hay bị sâu ăn á, thì mình nên cắt nó đi để nó giữ lại những cái đoạn ở đằng sau cho nó tốt. Bây giờ tôi sẽ cắt nó ra ha.
bây giờ Phước sẽ cắt cái chánh này ra. Ok. Cắt cái chỗ này ra thôi, chỗ héo thôi. Mình giữ lại cái phần sau. Nó gì? Như các bạn thấy á, chỗ này nó bị héo. Mình cắt nó ra ha, mình bỏ nó. Tại vì nó vô dụng lắm, giữ nó không làm được cái gì hết. Như chỗ cái đoạn này cũng vậy nè, các bạn thấy nè. Các bạn thấy chỗ đoạn này không? Nó bị héo nè, ha. Mình cắt nó ra. Cắt nó ra bỏ, cái nó héo không? Bỏ nó đi. Tại vì nếu mà nó có ra trái là nó ra cái phần này nè, chứ nó không có ra phần cuối cuối đọt. Cho nên mình thấy nó héo thì mình cứ cắt nó. Chứ để đó là nó sẽ ăn vô những cái đoạn còn lại. Như cái chỗ này, như cái nhánh cây này, hồi trước thì Phước cắt ở cuối đọt đó. Thì bây giờ các bạn thấy đó, nó sắp sửa nó ra lớn của cái nhánh chút xíu. Cái nhánh này khoảng chừng tuần trước à. Các bạn thấy vậy mà khoảng 2-3 tuần sau là bắt đầu nó sẽ bự ra, nó dài đó, cho nên những gì héo mình nên cắt nó đi, rồi nó sẽ mọc tự động, nó mọc ra cái nhánh khác. Bên đây cũng vậy nè, các bạn thấy đó, đó đây cũng vậy nè, có chút xíu rồi đó. Đó, các bạn thấy không? Rồi khoảng chừng mà 2-3 tuần sau á thì nó sẽ ra thì nó sẽ ra giống như cái bên đây. Bước cho các bạn coi. Đó, như cái nhánh này. Đó, nó ra giống vậy đó. Hay là bên đây. Nó ra như vậy. Khoảng chừng 3-4 tuần hàng tháng á, là bắt đầu nó ra dài lắm, cỡ như vậy nè. Rồi khi mà nó vô ấm áp rồi, vô mùa xuân ấm áp rồi thì nguyên cái đoạn này nó sẽ ra nhiều dữ lắm. Nguyên cái vàng này nó sẽ ra mấy nhánh con, bắt đầu nó ra bự nhiều lắm. Hồi xưa giờ thì cây này của Phước chưa có, nhưng mà hy vọng năm này nó sẽ ra trái đó. Cho nên Phước phải gán giữ nó và nên cắt những gì mà không cần giữ lại trên cây thì nên cắt nó đi đó. Chừng nào mà ra trái Phước sẽ quay cho các bạn coi ha. Các bạn biết không, khi mà mình mới chiết nhánh á, mình cắt cái nhánh ra cái chừng 40 cm rồi mình ghim xuống đất. Khi mình ghim xuống đất á thì nó sẽ mọc ra thêm một nhánh đó, từ một nhánh đó rồi nó mới chỉa ra hai nhánh. Nếu mà hơn hai nhánh á, thì mình phải phải cắt nó ra, chỉ chừa hai nhánh thôi, nghĩa là 1 lên 2. Rồi sau đó 2 nó mới ra 4, 4 ra 8, 8 ra 16. Đó, giống nó như cái dù vậy á. Đó. Thì ở dưới thì chỉ nó một cây thôi, bắt đầu nó chia ra làm hai. Đó, làm hai rồi mình mới giữ cho nó làm tư, tư thành 8, 8 thành 16. Bắt đầu nó mới xè ra ở trên cái cuối cuối ngọn. Đó, tùy theo mình làm chiều cao nó bao nhiêu. Bạn nhớ nha, chỉ 1 lên 2, 2 lên 4, 4 lên 8, 8 lên 16 cho nó xè ra. Ở dưới cái thân cây chính á, thì chỉ một cây thôi, nó vậy đó. Khúc đầu thì nó bám sát dưới cái trụ lắm. Giờ nó bị đứt dây à, cho nên không sao hết. Đó. Mình phải cho nó xè ra nó giống như cái dù vậy đó. Đó. Bây giờ Phước sẽ chỉ các bạn làm sao để mà chiết nhánh. Chiết nhánh nó cũng đơn giản và nó cũng khó. Nếu mà các bạn biết thì nó đơn giản, mà không biết thì nó khó, nhưng mà phải làm đúng theo cái cách của nó mới được nha, chứ không phải cắt ra ghim xuống nha. Bây giờ Phước chỉ các bạn cách chiết nhánh ha. Ok, ví dụ như Phước chiết nhánh thì Phước lựa cái nhánh nào á mà nó chiều dài nó khoảng 40 cm.
nhưng mà cái nhánh đó khoảng từ 2 năm nha, chứ không phải là kiểu như nó mới ra một năm nó còn non á. Mình lựa cái nào mà nó cứng cáp, nó mập mập mà dài cái chừng 40 cm thì mình cắt nó ra ha. Bây giờ Phước Phước cắt cái nhánh này ra để Phước thử, nhưng mà Phước sẽ lấy cái cây, cái nhánh mới nãy mà Phước cắt, Phước bỏ đó, rồi Phước sẽ chỉ các bạn. Ví dụ như cái này đây, Phước sẽ chỉ các bạn để làm sao mà chiếc nhánh ghim xuống đất ha. Thì Phước sẽ dùng đại khái cái nhánh này đây để Phước chỉ các bạn để mà chiếc nhánh để mà ghim xuống đất ha. Ok, bây giờ đi với Phước chỉ ha. Ok, thì bây giờ á, ví dụ như cái nhánh này dài 40 cm ha, thì khi mà bạn muốn chiếc nhánh á, để ghim vô đất á, thì bạn phải dành cái đoạn ở dưới đây ha. Bạn sẽ dành cái đoạn dưới đây. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn dành sao ha. Các bạn cắt ra như vậy, cắt hết 3 chiều. Làm cho nó sập chỗ gốc này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn làm vậy rồi sau đó các bạn mới ghim xuống dưới đất. À, nhưng mà ghim á thì chỉ ghim hết cái khúc này thôi, trừ cái phần ở trên đây, ở trên mặt đất, còn cái này phải xuống dưới đất. À, nhưng mà trước khi bạn ghim xuống đất á thì bạn giữ cái cây này để không có nước, không gì hết. Các bạn để cho nó nằm một cái chỗ nào đó ở trong nhà khoảng chừng 10 ngày sau á thì cái chỗ này nó sẽ khô đi. Khi mà khô rồi á, các bạn mới bỏ xuống dưới đất ha. Bỏ xuống dưới đất thì mình bỏ xuống như vậy thì cái mặt đất nó nằm trên cái đoạn mình dâm nó ra ha. Bỏ xuống rồi kiếm cái cây nào cứng cứng á, kìm nó lại cho nó giữ chắc ha. Thì như vậy đó là bạn chiếc nhánh, chứ không thể nào mà bạn cắt từ ở cái cây thân long rồi bắt đầu bạn ghim thẳng xuống dưới đất hết ha. Bạn làm vậy đây thì mới mốt nó sẽ lên cao và nó chiếc nhánh ra thêm cũng như cái cây Phước hiện giờ. Ok, good luck các bạn ha. Ok, còn như cái nhánh ở đây Phước chiếc hồi năm rồi, chiếc nhánh để khi mà nó ra rễ Phước sẽ ghim xuống dưới đất hay là chậu. Phước chờ tới tháng 9 vào mùa xuân thì Phước sẽ cắt nó ra và Phước sẽ ghim vô cái chậu. Đó là cách của Phước để chiếc nhánh để ra thêm cái cây cam khác. Còn tốt lắm. Thì khi mà Phước ghim vô cái chậu đất á, thì nó sẽ mọc ra rễ thêm và cái cây nó sẽ phát triển lên. Phước dạch cái lỗ ra để coi nó có cái rễ chưa.
Thì khi mà Phước thấy cái rễ nó ra nhiều rồi thì Phước sẽ bỏ vô chậu, cắt nó ra, tốt nhất vào tháng 9. Ok, giống như cái cam Phước cũng vậy. Phước sẽ đi kiếm mấy cây nào mà nó bị khô quá thì Phước sẽ cắt nó ra hết. Cái nhánh khô ví dụ như vậy mình cắt nó bỏ đi. Đây là cái cầu thang Phước làm để đi lên tới trên ngọn á mà bẻ mấy cái trái cam nó cao. Đó, vậy đó. Các bạn thấy thấy coi mát mắt không? Cam quá trời nhiều ha. Đó, thì đó thì trở lại như mấy cái nhánh mà khô á mình cắt nó bỏ hết đi. Chứ nó lại không có làm được cái gì hết. Bỏ vô rác hết, cắt hết. Trời. Như bên đây cũng vậy, như bên đây là cái chanh. Cái bên cây cam là cái chanh. Thì cắt hết. Ví dụ như mấy cái nhánh nào mà nó khô, nó héo rồi cắt hết. Chanh của Phước thì năm nào nó cũng ra. Mà nó ra liền liền, ăn hoài không hết nổi. Ăn hoài không hết. Vậy đó, nhiều dữ lắm. Thì tới cái mùa này thì Phước đi xung quanh nhà để Phước cắt những cái nhánh cây khô, những cái gì mà nên cắt thì cắt cho nó sạch, bỏ một gác hết, đang chuẩn bị đón mùa xuân mới. Ok. Ok, bây giờ Phước đang ngồi ngay cái hạnh mà người Việt Nam mình cũng có thể gọi là cây tắc. Còn tên tiếng Anh của nó là cây cam quách. Ok, các bạn biết không? Cái cây này nó rất là đặc biệt. Đặc biệt một cái là, để bẻ trái cho các bạn xem ha. Nó dài. Các bạn thấy không? Cái trái nó rất là dài. Cho nên đó, ăn vô á, mình ăn với vỏ, ăn với vỏ thì rất là ngọt. Hai ăn lên, ăn chung với vỏ nó rất là ngọt. Các bạn thấy không? Nó rất là ngọt. Tại có chung với vỏ nó rất là ngọt. Hồi xưa người ta hay dùng trái hạnh để mà bỏ vô chung, pha chung với nước mía để mà uống. Thì cái loại hạnh đó thì nó chua, nhưng mà cái loại này á nó rất là ngọt nha. Tuyệt vời luôn, ngọt chưa? Mà mình phải ăn chung với vỏ. Các bạn biết không? Hồi khi mà Phước mới mua về á, nó còn nhỏ lắm. Rồi Phước bỏ xuống dưới đất, nó trồng. Nhưng mà trong vòng năm đó thì nó èo ọt, nó xấu, xấu. Rồi sau đó cứ mới bứng lên và bỏ vô trong cái chậu giống vậy, bự giống vậy, cho nó ăn đầy đủ, tưới nước mỗi ngày. Rồi từ từ trong vòng một năm thôi, nó bắt đầu nó mới ra cái lá nó đổi màu, nó xanh đi và bắt đầu nó lên cao. Giờ nó ra bông, rồi bây giờ nó ra trái rất là nhiều, có thể nói là quanh năm luôn á. Mà nó ngọt chứ. Mỗi ngày Phước thường hay ra đây Phước bẻ trái, hai trái ăn. Ngon. Còn đây là cây quýt của Phước. Bây giờ như các bạn đã thấy nó đang ra hoa và chắc chắn năm này nó sẽ cho trái. Ok, giờ nó lớn lên vậy đó,
Nước trồng xuống dưới khoảng chừng 2 năm rồi đó, hơn. Bây giờ lớn vậy, năm này chắc chắn sẽ có trái. Còn cây này, các bạn biết cây gì không? Đó là cây ổi. Cây ổi Việt Nam mình đó, nó cao cũng được về rồi đó, cũng được hơn nửa thước. Hồi cuối trồng xuống thì nó nhỏ lắm. Các bạn biết không, ở Mê Bình này rất là khó trồng những cái cây của Việt Nam của mình. Tại vì cái vùng Mê Bình này á, cái thời tiết nó lạnh lắm, nóng thì không có bao nhiêu, cho nên khó trồng lắm. Hy vọng là Phước trồng được, hy vọng là nó sẽ ra trái vào những năm tới. Đó là cây ổi. Còn đây là cây nhãn. Cây nhãn của Phước, khi mà nó còn cái hộp á thì Phước bỏ nó xuống. Bây giờ nó được lên bao nhiêu đó, được lên bao cao rồi đó. Ok, bên đây còn cây nữa. Hiện giờ thì mấy cây nó còn nhỏ quá cho nên Phước bỏ trong nhà kiến để giữ cái độ ấm của nó cho nó dễ ra. Còn ở ngoài vườn thì Phước có một cây nó bự hơn, nó được cao rồi cho nên Phước trồng ở ngoài. Để Phước quay cho các bạn coi ha. Còn đây là cây đào. À, bây giờ các bạn thấy không, nó ra bông vậy đó. À, nó ra con chùm ở dưới vậy đó. Rồi mấy cái nhánh khô hồi kỳ rồi á, bây giờ nó bắt đầu nó ra lá. Các bạn coi nè. À, bây giờ nó ra lá vậy đó. Năm này chắc chắn là có trái nhiều lắm, tại vì nó cao lắm mà, nó cao cỡ hơn 2 thước à.
Mùa xuân là mùa ấm áp và đẹp nhất trên khắp mọi nơi gần xa. Vậy Phước chúc các bạn hưởng một mùa xuân thật là ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc. Đến đây cho Phước xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp tới trong những đoạn video khác, chỗ khác, cảnh khác. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin tạm biệt các bạn.